Xin chào tất cả các bạn, hôm nay giới thiệu các bạn điểm nuôi cá tầm, cá koi và cá thắm đen to nhất ở Sapa. Đây là con cá thắm đen 30 cân, bên này là cá tầm trắng đột biến. Đây là con cá tầm đen, con cá tầm to nhất Sa La, chiều dài khoảng hơn 2 mét, nặng 61 kg, con cá to nhất và dài nhất Sa La này. Con đen 30 cân. Này cứ gõ thế à, nó là đến luôn. Cá tầm lại đi lại kia rồi anh. Bên kia. Một đôi cá tầm trắng đột biến. Rất nhiều cá koi.
vực bên trong là bể bơi, dưới bên trên này là còn cả khách sạn, một khách sạn cho cả bà. Đây là mặt trước của phòng, mặt sau là hướng ra núi Phan Xi Păng. Mỗi thế này, cho tí mà được cái gì à? Bây giờ họ đi quay sang bên khu vực cá chấm đen với cả cá tầm. Bắt đầu đàn cá tụ họp. Con cá tầm 61 kg, dài hơn 2 mét. Là con cá tầm to nhất ở Sa La và cũng dài nhất ở Sa La. Đây đấy con, đây con ra đấy, đấy là con long. Các bạn có thể thấy con cá tầm rất là khủng, 61 cân đấy, 61 cân cá tầm. Đây là cá to này nha, 2 cá tầm to, còn một cá chấm đen. Nhìn thấy có phê, nhìn rất là phê. Điểm nuôi cá tầm là... Điểm nuôi cá tầm là đỉnh nhất Sa La. Sướng hết cả mắt, mãn nhãn luôn. Thôi, xin chào các anh em nhé. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Hẹn gặp lại ở video sau.